Để giờ lại trên đời của mình nha. Nay mình sẽ chỉ các bạn làm mấy cái nhiệm vụ trong vòng này. Ao dạ. Quậy. Đây. Cái này nè. Khi mà đủ sức mạnh đó, mấy bạn qua up bên 77 của video như là video trước của mình á. Còn cái này mình chỉ cần nâng cấp đó, cái này làm được mà. Còn mình chỉ là chỉ cái đánh nè, chủ yếu là mình chỉ cái chùm nhặt ve chai này á. Mấy bạn chỉ cần đi lại cửa hàng gần nhà, đừng có mua cửa hàng ngay siêu thị nên nó không có tính. Vậy cửa hàng gần nhà mình mua giày á, xong mình bán, hoặc mua xong bán khoảng 200 món là xong, là mình có ngay 20 ngọc này, đúng không? 50 siêu quái thì lâu lâu mấy bạn được mấy cái bù gì, bùa mình quá ta, bùa gì á, là bùa bảy ngọc ấy. Còn kiểu mà kỹ năng hành thạo rồi á, mình cần hai nít Namek hay là Messian rồi. Dùng mấy bạn dùng hai nít đó, mấy bạn AK nhau, bấm AK đâu, để vô chiêu ba xong mình bấm AK kiếm 50, xong mấy bạn để khoảng này là thông thường là chiêu một á khoảng 30 giây nó sẽ hồi sinh một lần, nên để AK vô nick này xong rồi bấm tab bên kia mình để AK luôn à, khoảng 7-8 tiếng gì đó theo mình nhớ là vậy, nó sẽ xong. Chìm nhạc ngọc thì nhạc bình thường thôi, không có gì hết à, đơn giản thôi. Này mình làm xong.